Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Những sự thật về trùng tang, quỷ trùng tang, thần trùng. Trong cuộc sống của chúng ta, cái chết là điều không thể tránh khỏi bởi vì nó nằm trong quy luật của sinh, lão, bệnh và tử. Cái chết lại thiên hình vạn trạng, có người chết già, có người chết do bệnh tật, chết do tai nạn, chết do thiên tai, chết do chiến tranh, đói rét. Có người lại chết tại nhà, có người chết ở bệnh viện, có người chết đường, chết chợ. Có người ra đi một cách thanh thản, nhưng lại có những người chết không nhắm được mắt. Người chết đã đành, người thân còn sống cứ mãi băn khoăn, áy náy, không hiểu rằng người chết đã đúng số hay chưa, hay chết oan uổng. Và ảnh hưởng của người chết với người sống như thế nào? Đây là những câu hỏi và cũng chính là nguyện vọng của những người đang còn sống với vong linh của những người đã khuất và để giải tỏa cho chính mình. Chính vì vậy mà khái niệm về trùng tang nhập mộ đã ra đời. Trùng tang dường như trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều gia đình bởi vì sự ra đi của người đầu tiên lại kéo theo rất nhiều người đi theo. Hiện tượng này thường thấy nhất là sau 3 ngày an táng, hoặc là trong 49 ngày, hoặc là chưa hết thời gian xả tang thì gia đình lại có người qua đời. Cũng có những trường hợp gia đình phải chịu trùng tang cùng một thời điểm. Và ngày hôm nay, các bạn hãy cùng kênh Tử Vi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về vấn đề trùng tang, quỷ trùng tang, thần trùng để có một cái nhìn khách quan và rõ ràng nhất về hiện tượng này nhé. Trùng tang liên táng là một hiện tượng có thật trong cuộc sống của chúng ta. Không có quá nhiều tư liệu viết về hiện tượng này, nhưng trong dân gian vẫn lưu truyền với nhau những trường hợp chết phạm giờ trùng tang hết sức đau thương. Thậm chí có nhà nhân đinh rất đông đúc nhưng chỉ vài ba năm phải chịu cảnh tuyệt tự. Tại miền Bắc Việt Nam có một trung tâm nhốt trùng lớn nhất nước, đó chính là chùa Hàm Long tại xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chùa được xây dựng vào thời nhà Lý. Tương truyền nơi đây chính là nơi tu hành của thiền sư Dương Không Lộ. Nơi đây từ xa xưa, các vị sư tăng đã có những phương pháp trấn trùng rất hiệu quả và huyền bí. Hàng ngày vào buổi chiều, các vị sư ở nơi đây phải nấu một nồi cháo rất to cúng thí thực cho trùng và vong bị nhốt ở đây. Bữa nào quên là gà, vịt của dân làng xung quanh vùng thay nhau mà chết la liệt. Ngoài ra, tại miền Bắc Việt Nam, từ xa xưa đã có các môn phái như pháp sư theo Bắc Tông, pháp sư của các môn phái phù thủy của đồng bằng Bắc Bộ, nhất là các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, cũng có khả năng hóa giải trùng tang liên táng rất hay. Trùng tang thường có các dạng như sau. Thứ nhất là trùng 3 ngày, tức là trong gia đình dòng họ sẽ có người chết theo, tính từ lúc có người chết trùng cho đến 3 ngày sau. Nhiều khi người này chưa kịp chôn thì người tiếp theo đã chết. Đây là hiện tượng trùng tang nặng nhất, làm cho gia đình không kịp trở tay vì cũng chưa biết đó có phải là chết trùng hay không. Thứ hai là trùng tuần đầu. Trùng tuần đầu tính từ lúc chết cho tới hết tuần đầu. Đây cũng chính là trùng tang khá nặng và có thể kéo dài tới 49 ngày. Số 3, trùng tang 3 năm. Đây là hiện tượng trùng tang từ 49 ngày trở đi và kéo dài cho đến hết 3 năm và có thể hơn tùy vào thời gian bốc mộ lên. Nhiều khi hiện tượng xảy ra vào đúng ngày cuối cùng trước ngày bốc mộ do gia đình không kiêng khem cẩn thận. Sở dĩ chúng ta nói trùng này là trùng nhẹ nhất bởi vì gia đình có rất nhiều thời gian để đi cứu giải. Việc trùng nặng hay nhẹ là do giờ của người chết trùng quyết định. Việc xem giờ chết trùng, chúng ta cần phải nhờ các vị thầy hoặc là các vị sư cao tay xem cho. Vì vậy, khi nhà có người thân mới mất, chúng ta thường nên đi xem ngay để nếu không chẳng may bị trùng thì gia đình còn có thời gian mà xoay sở kịp. Theo như quan niệm của lịch số Trung Hoa và trong dân gian nói chung thì ngày trùng tang là ngày đại kỵ trong việc an táng và chôn cất. Ngày này còn có tên là ngày cướp sát. Cách tính ngày trùng tang như sau. Đối với những người tuổi thân, tí, thìn thì kỵ, tị, có nghĩa là người chết tuổi thân hay tuổi tí, tuổi thìn mà mất vào năm tị, tháng tị, ngày tị, giờ tị là bị chết vào ngày trùng tang, tuyệt đối tránh an táng vào ngày tị. Tương tự như thế đối với các tuổi tị, dậu, sửu thì lại kỵ sửu, tuổi dần, ngọ, tuất,
kỵ tuổi Hợi, tuổi Hợi Mão Mùi kỵ tuổi Thân. Những ngày trùng tang này rất hiếm ở trong một năm. Và theo như quan niệm dân gian, nếu chúng ta chôn cất vào những ngày trùng tang thì sau này, sau khi ăn táng xong, một thời gian ngắn sau, có thể những người khác trong thân tộc sẽ phải chết theo. Trong trường hợp khoảng vài tuần, vài tháng hoặc trong vòng 3 năm có nhiều người chết liên tiếp thì gọi là trùng tang liên táng. Quỷ trùng tang, thần trùng. Cội nguồn của thần trùng liên quan tới một câu chuyện như sau. Từ thuở xa xưa, bên Bắc Quốc có 12 con quỷ dữ chuyên giết những người cùng họ với người chết nhằm vào giờ độc. 12 con quỷ đó được Hán nhân gọi là thập nhị thời thần. Trong dân gian, người ta vẽ thần trùng xuất hiện dưới dạng một con chim gọi là thần nanh đỏ mỏ, từ trên không đáp xuống mổ người chết, mổ thật mạnh cho tới khi nảy lửa, làm cho người chết phải rên la. Để trừ hậu họa, người dân đã nhờ tới các vị đạo sư. Một vị đạo sĩ giở phép thiên la địa võng vây bắt được 12 con quỷ dữ đó. Sau đó vị đạo sĩ đem nhốt chúng vào một cái hòm lớn, đậy nắp lại, dán bùa lên, rồi thả bè trôi sông. Hòm trôi ra biển, sóng gió đưa dạt dần xuống vùng biển nước Nam. Bấy giờ, ở một làng nọ, có một ngư dân tên là Tín. Khi ngồi thuyền câu cá trên biển, đã trông thấy cây hòm và nghĩ đó là hòm của cải châu báu. Ông liền kéo chiếc hòm lên và mở ra xem, và thế là 12 con quỷ dữ được giải thoát. Chúng lao lên bờ, tràn vào nước Nam. Lũ quỷ hại người, có người thân mất vào giờ độc, được người Việt gọi là thần trùng. Đến nay, vẫn chưa có một tài liệu viết về bản chất của nó, nhưng trong dân gian vẫn truyền tụng nhau với những trường hợp trùng tang liên táng hết sức đau thương. Thậm chí, có nhà nhân đình đông đúc như vậy mà chỉ trong vòng 3 năm phải chịu cảnh tuyệt tự. Trùng tang là do con quỷ trùm khăn đen giống thần chết của phương Tây với cái mỏ chim dài cong như lưỡi hái tử thần. Và không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp nơi trên thế giới đều có trùng tang. Dễ hiểu nhất là hình ảnh của tử thần của phương Tây. Thực chất là lấy hình tượng của con quỷ trùng tang này, cái mỏ dài cong bị hiểu lầm thành lưỡi hái. Lý do trùng tang phổ biến trên thế giới đó là trùng tang là một loại cộng nghiệp của rất nhiều người, dùng để trả nghiệp ngày xưa cả đám người đó đã cùng nhau giết người. Còn quỷ trùng tang vốn không phải là một dạng quỷ thần bẩm sinh, mà đó là một hình tư tưởng được tạo bởi oán hận tích tụ của các người bị giết nhưng không có khả năng phản kháng hay trả thù, cho nên đã tụ lại tạo ra con quỷ trùng tang để nhân lúc người đó ít phước đức nhất và tiến hành trả thù. Vì một lý do nào đó mà các người ngày xưa cùng một nhóm giết người với nhau đầu thai tụ lại một chỗ cùng trong dòng họ. Thì khi một người trong nhóm này bị chết thì quỷ trùng tang sẽ bay đến như một con chim. Nó sẽ không nhìn thấy bởi vì nó không có mắt, mà nó định vị bằng mùi ác nghiệp tỏa ra từ người chết. Sau đó nó sẽ dùng mỏ nhọn của mình gõ vào đầu của người chết, bắt người đó khai ra những người kế tiếp. Trong vòng 24 tiếng sau khi chết thì hồn chưa lìa khỏi xác, cho nên khi gõ vào thân xác như vậy thì cái hồn rất đau, bất cứ thứ gì đụng vào cũng rất đau, chứ đừng nói tới cái mỏ nhọn gõ liên tục vào trán. Trong lúc bối rối này thì chỉ có hai trường hợp người đó sẽ khai ra kẻ kế tiếp. Một là người mà khi còn sống người đó rất là thương, hai là người mà họ rất ghét trong dòng họ. Cho nên những người thường thấy chết kế tiếp thường nằm một trong hai dạng này, bởi vì hai dạng đó ấn tượng với người chết nhất, và trong lúc bị hành hạ đau đớn rối bời như vậy họ sẽ khai ra. Sau khi khai ra tên của người kế tiếp thì con quỷ đó sẽ nhân cơ hội mà người kế tiếp yếu nhất, nó sẽ mổ lên đầu người đó bất thình lình, và tự dưng người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử, hoặc bị choáng váng, bị té xe, sau đó tiếp tục lặp lại quy trình với người thứ hai để moi ra người thứ ba. Cách phòng chống trùng tang, tránh thần trùng. Thật ra vẫn có cách để phòng ngừa, nhưng mức độ hiệu quả sẽ không được cao cho lắm, và cũng chỉ có thể trốn được kiếp này, kiếp sau chúng ta sẽ vẫn phải trả. Bởi vì thật ra trùng tang là hiện tượng hiếm, chứ không phải nó hay gặp, và nó phải hội tụ đầy đủ điều kiện cộng nghiệp như đã nói kể trên. Do đó, việc người nhà tính toán ra tuổi chết trùng tang rồi lo sợ cúng trùng tang thì cũng không thể giải quyết hết ngọn ngành của vấn đề.
Mặc dù chết vào ngày xấu, giờ xấu dẫn tới trùng tang cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết chết trùng. Tuy nhiên tất cả đều được sắp đặt từ trước, cứ thế mà diễn ra thôi. Người chết vào giờ xấu, ngày xấu sẽ rơi vào nhà có gieo nghiệp trước để lại, và người bị dính trùng là họ phải trả nghiệp cho chính họ ở kiếp trước. Trùng tang sẽ chỉ tự ngừng khi đã giết hết đám người cộng nghiệp đó, và nhiều khi còn tính thêm cả lãi. Thế mới có trường hợp vô tình những người thầy cúng may mắn cúng ngay người cuối cùng thì trùng tang cũng sẽ tương tự ngừng. Từ đó sinh ra các vấn đề liên quan tới mê tín cúng bái linh đình mà họ không biết rằng đó là cái nghiệp sát mà người thân của họ phải trả. Trốn kiếp này thì kiếp khác cũng sẽ phải chịu. Điều này chỉ có những người có khả năng và đạo hạnh thực sự mới có thể thấy và hiểu rõ. Và có một câu chuyện có thật kể về hiện tượng trùng tang mà kênh Tử Vi đã sưu tập được. Và ngày hôm nay, kênh Tử Vi sẽ xin giới thiệu cho tất cả các bạn được lắng nghe. Câu chuyện có tựa đề Trùng tang làng Hạ. Vào đầu những năm 2000, những năm mà đất nước ta bắt đầu đổi mới, hội nhập với thế giới, bước sang thế kỷ 21, làm gì có ai tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, ấy là người ta nói như vậy. Nhưng với tôi thì khác, đó là những năm mà cái xóm của tôi chìm vào trong những ngày tháng u tối, những ngày tháng mà cho tới tận bây giờ, có lẽ cả sau này nữa, người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện bi ai về một gia đình thực sự bất hạnh. Chuyện là vào những năm 2003, làng tôi ở ngoại thành Hà Nội mang cái tiếng là thủ đô, chứ làng tôi khi đó vẫn nghèo đói lắm, làm gì đã có đường bê tông, bóng đèn đường như bây giờ. Cái đất Sóc Sơn chúng tôi nghèo, rừng núi heo hút, có khác gì mấy tỉnh vùng cao đâu, có cái tiếng đất thủ đô mà thôi. Ông Nghi hồi đó làm canh đồng của làng, cứ đến mùa vụ người ta bơm nước từ con ngòi phía cuối làng là ông lại tất bật đi đêm dậy sớm để canh nước cho dân. Hôm đó là hôm đầu tiên bơm nước đổ ruộng, cái máy bơm ở quê nó to, cái ống nước chảy ra đến 6-7 đứa trẻ chui cũng vừa. Máy vừa chạy được xong thì ông vội vàng xách cái xẻng đi lên kiểm tra xem có cái hang chuột nào nước chảy ra ngoài hay không, hay có mớ cỏ mô đất nào làm cho nước bị tắc hay không. Vừa leo lên bờ kênh dẫn nước, ông nghe thấy tiếng kêu khẹt khẹt của con gì đó, xách cái xẻng đuổi theo dòng nước thì hóa ra đó là một con chim khá to, ấy cũng phải gần bằng con gà choi choai chứ chẳng vừa. Ông quăng cái xẻng nhảy xuống nước vớt được con chim. Đoạn ông leo lên bờ kiếm được mấy mẩu dây chuối khô gần đó, ông trói hai chân con chim đó lại. Ấy mà con chim đó rất dữ, kêu khẹt khẹt, dương cái mỏ đỏ mà mổ vào tay ông đau điếng. Mày cứ mổ đi, chưa ông về ông cho mày mổ với lá chanh còn nhá. Ông Nghị cười vui vẻ là vì lâu lắm rồi mới có một món ngon dâng lên tận miệng như thế. Ông buộc con chim vào cặp quần rồi vác cái xẻng lên vai tiếp tục đi dẻo nước. Chiều nay ông về sớm cũng là vì có con chim to về sớm làm thịt, cũng một phần buộc nó vào cặp quần thì thi thoảng nó lại mổ ông một cái vào đùi khá đau. Thi thoảng có gặp mấy ông bà đi làm đồng về thì ông lại hề hà. Ê ông Nghi, bắt được con chim ở đâu to thế? Cái con chim gì mà lạ thế ông Nghi ơi? Trưa nay lại được món rồi nhỉ, có rượu thì ới nhau một câu nhá. Dân làng thì cứ trêu nhau như vậy cho có câu chuyện. Ông thì cũng vui lắm, vừa có món ngon lại đỡ cho bà nhà phải đi chợ. Ngâm cái xẻng vào bể nước trước sân, ông Nghi quay ra nhìn con chim đang đập đập cố vùng vẫy ở trước sân. Con chim khá to, lông trắng như lông cò, mỏ thì đỏ hồng khá đẹp, ấy mà cái mặt thì phèn phẹt giống như con cú mèo vậy. Chẳng biết là chim gì, nhưng vùng núi chúng tôi thì có rất nhiều chim lạ, cho nên nhiều khi ông cũng chẳng bận tâm là chim gì, chỉ nghĩ rằng thịt xong băm ra rang xà, cho chút lá chanh là hết sảy. Đầu nghĩ tay làm, ông xách ngay con chim ra bờ giếng, một tay ông bịt mỏ, một tay ông vặt lông. Ở quê chúng tôi thường hay thịt chim như vậy, thịt sống thì chim mới không bị tanh mà giữ được chất thịt, vặt xong lông con chim thì con chim chết ngạt là vừa. Cái con chim này to cho nên ông phải loay hoay lắm mới thịt xong được nó, vặt trụi cả lông mà chưa thấy nó chết.
Con chim thì cứ cố gắng dãy giụa, tiếng kêu keng két thảm thương. Ông quay ra, cầm ngay cái liềm gõ mạnh một cái vào đầu, con chim chết tươi. Đĩa thịt chim vừa mới mang lên còn đang nghi ngút khói phả lên mù xà với lá chanh thơm phức. Hai vợ chồng ăn bữa cơm ngon lành với cái món thịt chim lạ mà đâu biết rằng cái ngày định mệnh này tai họa ập đến với nhà ông, đến cái làng quê nhỏ này. Tới đó như thường lệ, xong bữa cơm với vài chén rượu cùng món thịt chim hồi trưa ăn còn thừa lại, ông Nghi thong thả ngồi trên cái chõng tre để giữa sân, ánh trăng sáng vằng vặc. Ông nhấc chén nước chè để hãm cái cơn phê từ bi thuốc lào ông vừa mới hút. Làn khói thuốc còn đang cuộn trước mặt, ông khề khà hỏi bà Dung. Quê tuần này còn Thu nó có vẻ không bà nhé? Chị Thu là con gái út của ông bà, chị đang học tại đại học ngoài Hà Nội. Bà Dung đang ngồi nhóm nồi bánh dưới bếp để mai đem đi chợ bán sớm, nói vọng ra. Cái đầu tuần thì nó có gọi về nhà chú Long, nhưng tôi với ông không có nhà. Nó dặn chú Long là báo với mình sang tuần nó mới về được. Tuần này thì nó đang phải ôn thi ấy thì phải. Nó về thì bà cũng động viên. Cô mà học đi, chứ học dốt như cái thằng Cường với con Hà ấy, thì chỉ có đi làm công nhân với ở nhà lấy chồng thôi. Vừa nói ông vừa vân bi thuốc lào, tiếp tục làm thêm một bì nữa. Cái bánh tôi vừa vớt ra ấy, để chút cho ráo nước rồi ông mang lên hộ tôi nhé, chứ để dưới này thì chuột nó gặm mất. Tôi qua nhà cô học đồng ít thóc giống về ngâm. Chán à, tôi thấy người ta đi đồng hết rồi đấy. Thế bà qua đi rồi mua cho tôi gói thuốc lào nhá, mai tôi đỡ phải đi. Ông Nghi trả lời. Bà Dung cầm cây gậy bước nhanh ra cổng. Ấy chẳng phải là bà đã già để phải chống gậy, mà hồi đó không có nạn trộm chó như bây giờ. Chó cũng chẳng phải nhốt, người ta cứ thả rông, tối đến nhà nào nhà đấy có chó giữ, không có cây gậy phòng thân thì nó lao ra đớp cho thì bỏ mẹ. Ông Nghi ở nhà uống gần tàn ấm chè thì cũng thấy mỏi mỏi bởi vì đi dạo đồng cả ngày. Ông nhấc cái mông đi xuống bếp cất cho bà Dung cái rổ bánh, rồi ông vào trong giường nằm. Cái tuổi ngũ tuần như ông, người ta khó ngủ lắm, cứ làm suy nghĩ lung tung chuyện đời, chuyện người. Đang nằm miên man suy nghĩ thì ông nghe ngoài cổng có tiếng gọi, tiếng gọi khe khẽ mà âm u vang vọng. Ông Nghi ơi, ông Nghi ơi. Ông uể oải nhấc người ra khỏi chiếc giường, bước chân ra ngoài thềm. Quái lạ, lúc nãy ngồi ngoài sân trăng còn sáng lắm, mà sao giờ đây mịt mù âm u như vậy. Ông cố dừng mắt ra nhìn cho rõ mà không được, mọi vật cứ sầm xì và xám ngoắt. Đánh mắt ra ngoài cổng, ông thấy có bóng người đàn ông, mà cố lắm ông cũng không nhìn rõ đó là ai. Đi theo tôi đi, giọng nói cứ như từ lời u linh vọng về. Phần vì tò mò không biết ai, phần vì người như vô thức, ông lững thững bước theo bóng người đàn ông. Ông đi mãi, đi nhanh mà không thể nào đuổi kịp bóng người đàn ông đó. Trong cái quang cảnh âm u, xâm xì của cái đường làng mà ông đi đã ngàn lần, dù hôm nay tại sao thấy lạnh lẽo, vắng vẻ quá, chỉ nghe bên tai tiếng u u, xao xác như gió thổi, tiếng thì thầm như tiếng người nói chuyện to nhỏ với nhau, mà nhìn đi, nhìn lại thì không có ai. Nhưng bước chân của ông thì vẫn bước, ông muốn dừng lại mà không được. Và chỉ sau một cái chớp mắt thì trời ơi, ông thấy mình đang đứng giữa cái bãi tha ma đầu làng. Ban ngày ra đây đôi lúc ông còn cảm thấy rùng mình hay cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ấy vậy mà giờ đây ông đang đứng ở đó một mình với cái bầu trời đen đặc. Không được, ông phải chạy, ông phải về ngay. Nghĩ đến đó thôi, ông quay ngoắt lại cắm đầu chạy. Ông thấy mình chạy sao mà khó nhọc tới như vậy. Chân của ông lùng bùng, nặng trịch như có cái gì đó cuốn lấy chân ông. Ông hoảng hốt nhìn sang xung quanh thì ôi thôi, ở đâu ra mà nhiều ma tới như vậy. Những bóng trắng mập mờ, những khuôn mặt dị dạng trắng bệch đang nhìn ông, ngoác ra những cái mồm đen ngòm mà cười với ông. Ông sợ hãi, cố gắng, càng chạy càng thấy như mình sắp hết hơi.
thần kinh của ông căng tới đỉnh điểm. Ông nhắm mắt lại. Đúng rồi, nhắm mắt lại. Ông không được nhìn, ông phải cố chạy ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Bỗng nhiên ông thấy mặt mình râm ran, rằn rát. Ông mở mắt ra, chồm dậy, thở hồng hộc như người thiếu khí sắp chết ngạt. Người ông thì mồ hôi nhễ nhại. Ông làm sao thế? Mờ cái gì mà ú ớ, tôi gọi mãi không được ấy. Hóa ra là bà Dung. Ông Nghi hít một hơi dài, trấn tĩnh lại, vẫn chưa thấy hết ghê sợ bởi vì những gì mà mình đã thấy. Hóa ra ông vừa nằm mơ, đó là một cơn ác mộng. Tôi mờ ghê quá bà ơi. Có cái đứa nào ấy, nó đến cổng nó gọi tôi, rồi đưa tôi ra bãi tha ma. Toàn ma với quỷ nó đuổi tôi rồi, không làm thế nào mà chạy được nhỉ. Ôi mày quá. Ông nói xong mà mặt mày vẫn chưa hết sợ hãi. Chắc là ông làm mệt cả ngày, ngủ lại để cái chăn thế kia thì làm sao mà chả mơ. Bà Dung an ủi, chỉ xuống cuối giường, cái vỏ chăn con công mà lung tung ở chân ông. Chắc là vậy. Bà vớ cho tôi cốc nước, xong muộn rồi thì đi ngủ đi, rồi mai còn đi chợ. Uống xong cốc nước, ông đặt mình nằm xuống, cố gạt đi cái cơn ác mộng lúc nãy, dỗ mình vào trong giấc ngủ. Gần sáng ông tỉnh giấc, thấy bụng dưới của mình tức buồn tiểu, ngáy ngủ ông bước xuống giường, mở cửa ra ngoài. Gần sáng, lác đác có tiếng gà gáy sớm, trăng thì vẫn sáng khuất sau những đám mây mờ nhạt. Ông rảo bước xuống cuối cái chuồng lợn, nơi có cái chum vỡ mà hàng ngày ông vẫn hay đi tiểu vào đó. Nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, đoán là bà nhà dậy sớm để chuẩn bị đi chợ. Ông cất tiếng hỏi. Này, thế sao này bà nó dậy dọn hàng sớm thế nhỉ? Nghĩ thầm trong đầu, bởi vì hồi nãy khi dậy ông có liếc nhìn cái đồng hồ thì mới khoảng 4 giờ sáng. Bởi vì trời tối ông chỉ nhìn thấy đồng hồ, thấy vệt dạ quang trên mấy cái kim đồng hồ, cho nên ông cũng đoán đó là khoảng 4 giờ. Bà ơi, thế à, bà nó này dậy sớm thế? Ông cất tiếng hỏi đi hỏi lại khi đi ngang qua cái bếp, nhưng không có tiếng trả lời. Tưởng bà không nghe thấy tiếng ông lại hỏi câu nữa. Này, thì bà nó dậy sớm thế nhỉ? Nhưng vẫn không thấy đáp lại, ông tiến lại gần hơn nữa. Vừa đứng trước cửa bếp thì bà Dung quay lại làm ông hết hồn, kêu toáng lên. Nhưng không, đó không phải là bà Dung. Cái khuôn mặt phèn phẹt của con chim cú mèo với cái mỏ đỏ, đôi mắt vằn vện tiềm máu. Ông ngã vật xuống đất, ú ớ cấm khẩu, rồi mắt của ông tối sầm đi không biết gì nữa. Sáng hôm đó, sau khi thức dậy, bà Dung thấy cửa nhà đã mở, đoán là ông Nghi dậy sớm đi làm đồng. Nhưng vừa bước ra tới thềm thì bà đã thấy ông nằm sóng xoài ở cửa bếp. Bà kêu gào ôm cái thân thể mềm oặt của ông mà khóc lóc. Hàng xóm thấy sùm thì chạy sang giúp đỡ. Người thì xoa dầu, người thì lấy xe, hối nhau đưa ông lên bệnh viện. Nhờ bà con hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ, đưa ông đi cấp cứu kịp thời, cho nên ông vẫn giữ được cái mạng, nhưng bị liệt toàn thân, mồm thì méo sạch sang một bên, không nói được một lời. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, giờ đây ông chỉ như một cái xác, đặt đâu thì nằm đó và trở thành gánh nặng của gia đình. Từ ngày ông liệt thì anh Cường đã xin nghỉ việc về làm xí nghiệp tại gần nhà, còn chị Thu cũng bỏ dở việc học về làm công ty gần nhà, mặc cho bà Dung với anh Cường động viên. Âu cũng chỉ là vì chữ hiếu. Bởi vì ông Nghi ốm nặng, cho nên hàng tháng bà Dung vẫn phải sang tận Tam Đảo để mua thuốc của ông thầy bên đó khi được một người bà con giới thiệu, và cũng với chỉ mong ước là ông Nghi có thể hồi phục lại, đi được cho đỡ khổ. Mọi khi thì anh Cường vẫn lấy xe chở bà đi sang bên đó lấy thuốc, nhưng hôm đó anh phải đi làm đêm cho nên không thể chở bà Dung đi được. Bà Dung quyết định đi một mình. Sáng đó bà dậy sớm lấy xe đi, đến đoạn ngã ba Thành Lỗi thì dầm một tiếng kim loại mài trên đường nghe kèn két tới ghê răng. Mấy bà bán ngô buổi sáng phát hiện ra đầu tiên. Ôi giời ơi, tai nạn rồi, sang xem người ta có bị làm sao không. Tiếng người nói xôn xao. Khi người ta chạy sang thì hỡi ôi, bên cạnh chiếc xe Honda Coupe là thi thể của một người đàn bà, cái đầu thì bị ô tô cán nát sạch.
những người yếu vía thì bụm miệng quay đi, bởi vì cảnh tượng quá đỗi kỳ khủng. Người nào mạnh bạo thì kêu người khác gọi công an. Hồi đó xe cộ còn ít, chuyện bị tai nạn chết thảm như vậy chẳng khác gì tìm sét đánh với cái làng quê vốn yên bình. Chiếc xe tải đó đi nhanh bỏ chạy mất, mà thời đó cũng không có camera với công nghệ như bây giờ, cho nên kẻ ác đã trốn chạy được. Gia đình bà Dung chỉ biết thương tiếc đưa bà về làm tang. Ông Nghi nằm đó hay tin bà mất thì không nói không cử động được, nhưng người ta biết rằng ông đau đớn lắm, nước mắt của ông chỉ trào ra trào mãi. Hàng xóm ai cũng thương cảnh cho ông mà chẳng biết phải làm gì. Liệu người đàn ông khốn khổ đó có thể vượt qua được nỗi đau này hay không? Đêm đó người thân ở lại lo đám tang đã nghỉ hết, chỉ cắt cử lại mấy người đàn ông thức để châm hương cho bà. Cái áo quan đỏ quạch nằm lừng lững giữa nhà. Anh Cường có lẽ vì thương mẹ, bao nhiêu năm đi làm ăn xa mà chưa phụng dưỡng gì được cho mẹ già, bây giờ đây thì bố liệt giường, mẹ mất, anh cũng rất đau khổ. Anh ngồi rưng rưng nước mắt, phi phèo điếu thuốc mà giờ cũng chẳng biết là điếu thứ bao nhiêu. Bỗng nhiên anh thấy có bóng người thấp thoáng ngoài cổng, sao mà giống mẹ của anh. Anh vội lao theo, chạy nhanh ra ngoài cổng, nhưng chỉ thấy thấp thoáng bóng người đàn bà đội nón đang đi bên cạnh, là một người cao gầy, chân tay khẳng khiu. Dù mơ ảo nhưng anh vẫn có cảm giác mình nhìn rõ lắm. Anh cất tiếng gọi, mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy, mẹ về nhà đi mẹ ơi. Vừa khóc lóc vừa chạy theo cái bóng ra đến đầu ngõ thì bỗng nhiên mất hút. Anh đau đớn quay trở về, trong lòng buồn bã, biết là hồn của mẹ anh về, nhưng mẹ anh đi với ai? Anh tự hỏi bản thân mình lấy đâu ra câu trả lời. Hôm sau anh có kể lại câu chuyện cho chị Thu với chị Hà, nhưng vì nghĩ rằng anh thương mẹ cho nên tưởng tượng ra, nên hai chị cũng không mấy quan tâm. Hơn một tháng sau khi bà Dung mất, làng xóm tưởng chừng đã yên bình, bẵng đi cái chết của bà thì lại một tin dữ ập đến. Anh Cường, con trai của bà thì cũng vĩnh viễn ra đi. Lại thêm một người nữa trong gia đình mất mạng, lại một cái chết không toàn thây. Nghe mấy người làm cùng anh kể lại, thì tầm 11 giờ trưa hôm đó, bởi vì công ty anh làm dầm dàn giáo nhà xưởng, cho nên sắt thép nặng lắm. Người ta phải dùng một cái máy tời để kéo thép lên trên cao. Cái dây xích không may bị đứt, mấy người làm cùng hô hoán, chạy ra xa khi thấy nó chuẩn bị rơi xuống. Một người đứng cạnh anh Cường kéo áo anh lôi đi, mà chẳng biết hoảng loạn như thế nào, anh lại chạy ngược vào trong. Chỉ hơn chục giây, khi phát hiện ra dây xích bị đứt, cả vài tấn thép trượt xuống lao thẳng vào người của anh. Cả gần chục người bỏ chạy thì duy nhất chỉ có một mình anh là mất mạng. Đau đớn chồng chất đau đớn, tang thương chồng chất tang thương. Ai ai cũng đau xót cho cái gia đình bạc mệnh, xót thương mà trách ông trời sao quá nghiệt ngã với con người ta. Từ ngày anh Cường mất đi, hàng đêm trong những cơn gió lạnh thổi về từ phía nghĩa trang đầu làng, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc lóc bi ai. Có đôi lúc tiếng thét gào như đau đớn lắm. Vào những đêm trăng sáng, người ta còn nghe thấy tiếng chó cắn nhúc nhác như là có người đi từ phía nghĩa trang trở về làng. Có người thì họ đồn nhau rằng có đêm nhìn thấy bóng người đàn bà không đầu đội nón đi cùng với một người cao gầy dáng người dị hợm đi vào ngõ của nhà ông Nghi. Người nào tốt thì khuyên chị Hà nên đi gọi hồn về xem sao, có khi lại bị trùng tang. Chị Hà nghe theo, được người ta giới thiệu qua nhà cô Đồng Huệ ở giáp Thái Nguyên, sang tới nơi gọi hồn về mà mãi không được. Cô Đồng mới hỏi chuyện xem như thế nào thì chị kể hết cho nghe. Nghe xong cô nói, chết rồi, không được rồi, nhà con như thế là bị trùng tang thật rồi. Cô có xem qua ngày giờ mất của mẹ với em con thì chết toàn vào ngày xấu, lại phạm giờ, hồn không về được, có khi bị trùng bắt thật rồi. Thế bây giờ có cách gì không hả cô? Chị Hà ra vẻ rất hốt hoảng. Cô thì không giải được, nhưng mà con nên sang cái chùa Hàm Long nhờ sư thầy bên đó chụp vong rồi gửi vong bên đó, chứ là không ổn đâu. Từ hôm đó, chị Hà trở về nhà với một đống suy nghĩ trong đầu. Chị cũng nghe qua về chùa Hàm Long, nơi nhốt rất nhiều vong trùng, rồi cũng nghe qua người ta kể rằng vong vào đó rất khổ, mà chị thấy rất nặng lòng.
Chị cũng nói chuyện với gia đình, với ông bác cả trong dòng họ, thì mọi người cũng buồn lắm, nhưng không có cách nào khác. Cũng định cuối tuần đó, chị cùng với mấy bác trong họ sẽ sang chùa Hàm Long để gửi vong. Ai ngờ trước hai hôm, một biến cố lại xảy ra, một người nữa phải ra đi, đó chính là chị Thu. Trên đường đi làm về, chị cùng với một người bạn đèo nhau đi làm về, chẳng may có va quẹt với một chiếc xe máy đi cùng chiều. Như đã nói, cái thời xe cộ còn ít, mấy ai đi ra ngoài đường mà đội mũ bảo hiểm. Vụ va chạm khá nhẹ, bạn chị đi cùng thì chỉ bị xây sát nhẹ, chị thì có bị ngã rồi đập đầu xuống đường. Vụ va chạm không mạnh, cho nên cả hai hỏi thăm qua loa rồi cho đi. Ấy thế mà về đến nhà, chị bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn, rồi đến lúc lả người đi, người ta mới đưa chị tới viện, nhưng đã quá muộn. Bác sĩ nói, chị bị chấn thương sọ não, rồi chỉ cho người nhà xem cái lỗ chỉ bằng cái đầu đũa ở vành tai. Lại một mạng người, lại thêm một nỗi đau, dân làng thương xót một gia đình đã mất biết bao nhiêu mạng người. Ông Nghi giờ đây nằm đó, chỉ biết nhìn vợ, nhìn con lần lượt ra đi. Đau đớn nhất là chị Hà, cả gia đình chết hết, giờ đây còn mỗi một mình chị với bố già bị liệt giường. Thương bố, cho nên chị xin nhà chồng được ở lại để chăm bố. Bố cô bệnh ấy, thì cô về chăm nuôi tôi không cấm, nhưng mà con cái thì nhất quyết phải để nhà tôi chăm. Dân làng ấy, người ta nói rồi, nhà cô ấy bị chủ bắt, bây giờ đây mà cho con tôi sang đấy thì nó cũng bị bắt mất thì sao? Cô sang đó thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ, rồi bảo các bác bên đó đưa vong lên chùa mà gửi, không đến cô thì cũng không giữ được cái mạng đâu đấy. Chồng cô nói với cái giọng lạnh nhạt khi thấy cô xin về chăm bố. Đúng là hoạn nạn, chỉ có máu mủ ruột già, chứ ai đâu mà sống tốt với mình. Cô cũng chẳng dám trách chồng, bởi vì cô hiểu những gì mà gia đình cô phải đang gánh chịu. Cô còn bố già, cô không thể bỏ mặc được. Cô trở về chăm ông Nghi được 3 tháng, cũng nhờ bà con đưa vòng đi gửi, nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Ông Nghi rồi cũng mất. Nghe đâu, cái lúc ông mất thì khổ lắm, người gầy rạc vì không ăn được gì, cứ đưa vào lại nôn ra, ăn được một thì nôn hai, làm liệt một chỗ, phần lưng của ông thịt bị ôi hoại tử, chảy cả nước vàng, nước đỏ, tanh ngòm. Chân của ông thì đêm ngủ chị Hà không để ý, chuột gặm tới cả tận xương. Vậy là gia đình chỉ còn mỗi chị Hà. Xong đám tang của ông Nghi thì chồng của chị cũng bắt chị trở về, nhà cửa thì gửi ông bác cả chăm nom hư khói. Từ đó lâu lâu trong làng lại có người chết trẻ thì dân làng lo lắng như chuyện nhà ông Nghi lặp lại, ai cũng lo sợ. Đến khoảng năm 2007-08, theo sự phân công chỉ đạo của ban giáo hội Phật giáo, làng tôi có đón một sư thầy về. Về được một tuần thì thầy có hỏi thăm nói chuyện với mấy bà vãi ở chùa rằng làng tôi ngày xưa có một cái chùa cũ ở giữa làng, những năm 40 năm Nhật sang đánh phá chùa, đập tượng, ném xuống giếng cũ ở đó lấp đi. Và thầy bảo thầy có biết câu chuyện của gia đình ông Nghi. Bây giờ có chùa mới thì cần phải làm lễ cầu siêu, hô thần nhập tượng, đón thần từ ngôi chùa cũ lên, rồi thầy còn lên tận đền Sóc Sơn xin chân hương để dân làng được thờ cả thánh gióng. Có thần bảo vệ thì dân làng mới yên ổn, thần trùng mới không dám lộng hành. Các bạn đã được lắng nghe video những sự thật về trùng tang, quỷ trùng tang, thần trùng của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.